Chào anh em, tôi đang có mặt tại mảnh đất của gia chủ chúng ta các bạn nhé. Thì tôi xin quay qua cái mảnh đất của chúng ta. Ở đây là vị trí mảnh đất bắt đầu từ mép tường này các bạn này, đến tận cái cột đằng kia. Và chiều dài mảnh đất của chúng ta hiện tại là theo như anh chia sẻ là có là 34m. Vâng, 34m các bạn ạ. Và ở đây là con đường chính của chúng ta này. Đường chính của chúng ta. Còn ở bên mé bên này thì là sẽ là một đường phụ nữa. Nên ví dụ như khi mà xác định xây nhà thì chúng ta có thể là có hai mặt tiền các bạn ạ. Cấp điện thì có ngay con điện từ phía trước này rồi. Cấp nước thì hiện tại thì anh đã tiến hành khoan giếng ở trong cái khu vực giếng khoan trong này rồi các bạn ơi. 34m mặt tiền và chiều dài của chúng ta là cũng khá dài. Tổng diện tích khuôn đất của chúng ta gần 2000m2. Đây là vị trí giếng khoan của chúng ta các bạn nhé. Đấy, đây là toàn bộ khuôn đất của chúng ta. Thế thì ở đây bài toán đặt ra chúng ta là xác định xây một cái nhà vườn. Còn về phong cách thì chúng ta sẽ tư vấn cho gia đình anh là mái Nhật hay là mái Thái. Và ngoài ra nữa thì cái chúng ta sẽ tư vấn vị trí đặt nhà để làm sao phù hợp với cái khuôn viên hiện trạng này. Rất là rộng các bạn nhé. Đấy, một lần nữa các bạn xem lại cái khuôn viên từ phía dưới đất. Hiện nay thì ở mảnh đất này cũng cách gần khá gần sân bay, nên chúng ta sẽ cố gắng bay flycam một cách nhanh nhất có thể các bạn nhé. Ok anh em.